I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch give me. Một thử thách được yêu cầu gọi là speed up, là tăng tốc. Và có một nguyên tắc để tăng tốc, đó là nếu chúng ta muốn đi thật nhanh, thật mạnh mẽ, chúng ta luôn luôn đi cùng nhau. Và thử thách dành cho anh chị là luôn luôn nắm chặt tay, thật chặt tay những người đồng đội của mình trong ngày hôm nay. Và bây giờ tôi muốn nhìn thấy cánh tay của những đồng đội. Giơ lên nào, nắm chặt tay, giơ lên nào. Seguir.